Một nhà máy sản xuất đồ chơi bán mỗi món đồ chơi với giá là 10 đô la. Nhà máy đó có 40 công nhân, mỗi công nhân làm được 25 món đồ chơi một ngày. Nhà máy mở cửa 5 ngày một tuần. Hỏi tổng giá trị của toàn bộ đồ chơi nhà máy sản xuất được trong một ngày bằng bao nhiêu? Bạn hãy dừng video lại và thử tự giải bài toán trước. Bây giờ, ta chỉ xét các thông tin trong một ngày. Nếu ta tìm được giá trị của mỗi món đồ chơi rồi nhân nó với tổng số đồ chơi được sản xuất trong một ngày, ta có được tổng giá trị. Mỗi món đồ chơi có giá 10 đô la, ta có 40 công nhân, mỗi công nhân sản xuất 25 món đồ chơi. Số đồ chơi được sản xuất mỗi ngày sẽ là 40 x 25. Tổng giá trị của lượng đồ chơi sản xuất trong một ngày sẽ bằng tích của những số này, 10 x 40 x 25, bằng 10.000 đô la chúng ta không cần sử dụng dữ kiện nhà máy chỉ mở cửa 5 ngày một tuần. Dữ kiện này chỉ có ích khi đề bài hỏi tổng giá trị của đồ chơi được sản xuất trong một tuần. Trong trường hợp này, ta lấy 10.000 đô la nhân với năm để được tổng giá trị đồ chơi sản xuất trong một tuần.